Vâng, hello, xin mến chào tất cả chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành.com bên em ngày hôm nay ha. Bữa nay thì buổi sáng thứ sáu anh chị. Em mới vừa về được một lô hàng Motorola, Sony với lại Samsung anh chị. Chứ nó này không có Nokia nha. Cái máy đầu tiên là LG KT610 nè anh chị. Cái máy này rất là độc lạ nha. Hàng gần như mới. Nắp gập ở bên trong nè anh chị, rất là đẹp. Anh chị nào mua về sưu tầm thì hết ý luôn. Cái máy gần như mới rồi, không còn gì để bàn nữa. Anh nào thích độc lạ mua cái này về. Này hết pin nè anh chị. Rồi đến bên ha. Thì phụ kiện của nó đầy đủ, full bút. Gần như mới như vậy thì khỏi lo gì hết. Bỏ vô tiếp tục cái máy khác. Để bên đi. Tiếp theo là mô tô V872 nè anh chị. Đó. Nguyên hộp. Này. Có anten như vậy là nhìn rất là đẳng cấp. Zin new luôn, full book. Một cây nhất thôi. Có sẵn hàng tại shop bên em luôn, anh chị nào gần gần chạy qua lấy luôn ha. Sưu tầm thì khỏi lo. Bên trong sạc sắp hướng dẫn đầy đủ. Để đây, bên bên. Tiếp theo. Samsung, cái này có hỗ trợ 3G luôn anh chị. C5130U nè anh chị. Này mở sao quên. Đây. Cái máy nè anh chị. Giống như là anh người yêu gọi vậy đó. Trường rất là êm. Cái này của thị trường nha anh chị, thị trường trung ương China Unicom. Còn máy tính trường rất là êm anh chị, em chỉ cần hai ngón tay thôi nè. Đó. Rồi để bên và cày đó. Tiếp tục là mô tô luôn của nhà mạng Vodafone V525, cũng là nắp gập luôn. Lô này toàn là line new với lại new, nên anh chị nào mà thích sưu tầm sử dụng thì lô này lấy nha. Vodafone luôn, là chuẩn nhà mạng luôn đó anh chị. Cây nào thì em cũng quay cận cảnh hết rồi, chỉ là anh chị thích cây nào thì lấy cây nấy thôi. Còn anh chị nào mà thích chụp hình đúng cái máy đó thì liên hệ em Zalo rồi em chụp hình cụ thể em gửi qua cho. Để luôn, để hồi quay lại tổng thể. Tiếp theo. Lô này mười mấy cây anh chị. Cái này cái gì đây? Cái này hơi khó mở anh chị. Đó. Cái này cái hiệu gì em cũng không biết luôn. Tại lô này em lấy solo hết. Cây này là cũng zin new luôn nha anh chị, full book luôn. Em bên đi, cái đó cũng không biết tên gì luôn, để từ từ tìm hiểu sao. Cái này hộp bự quá trời bự luôn, cũng nhà mạng Vodafone luôn anh chị, Motorola E770. Cái hộp của nó nè, em mở cho chị xem luôn nè. Bên trong còn hộp nữa nè anh chị, đó. Hai hộp luôn của nhà mạng Vodafone. Hộp dưới thì sách hướng dẫn sử dụng thôi, hộp trên là hộp cái máy nè anh chị. Máy gì nêu anh chị thấy đẹp không? Vodafone da rất là đẹp, màn hình của nó nè. Rồi đến bên luôn đi ha, em quay sơ sơ thôi. Bữa nào anh rảnh em quay chi tiết từng máy cho anh chị xem sao. Nay nhiều quá quay từng máy lâu lắm. Cái này là Samsung L288 anh chị. Đây. Cũng có thị trường trung ương luôn. Máy này thì nó nguyên con màu bạc luôn nha anh chị.
đầy đủ phụ kiện hết, gần như mới. Còn đây hộp này nữa, hai hộp giống nhau thôi, cũng nó luôn, hai hộp giống nhau. Tiếp theo bên đây hộp này, hộp gì đó. Ấy da, lật cái máy lần sau luôn rồi. Moto V3 anh chị, của nhà mạng Oram, cho anh chị sưu tầm sử dụng luôn. Cái lô này giá rất là tiết kiệm, rất là dễ mua luôn, anh chị nào mua liên hệ em nha. Lô này không có lô mà nào mà giá tốt hơn lô này đâu. Cái sạc của nó nè, rớt ra ngoài luôn. Sạc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ nè anh chị. V3 này giá tốt hơn cái cây VBI giống màu vàng hôm bữa nha. Chị nào mua liên hệ em. Mở ra sẵn luôn. Tiếp theo là cái cây này là cây Moto E360. Mình cầm con tay nên chị cũng thông cảm giùm em. Hơi khó khó coi. Cây này nó nhỏ gọn anh chị, cây này nó nhỏ xíu, phím này tròn tròn nhìn đẹp, cây này cầm nó gọn lắm anh chị, bên đây nó cũng tròn tròn luôn, có logo nè, đẹp ha. Rồi để bên luôn đi, để đó đi, hồi quay tổng thể cho anh chị xem cái nữa. Tiếp theo mô tô, tiếp lô này mô tô nhiều anh chị, cây này mới động anh chị. Cái mặt trên, cái mặt trên là nó trong suốt luôn. Lúc trước em có cây máy trần, còn cây này là gần như new luôn rồi, gần như new full book nữa, rất là đẹp. Cái cục pin nó đâu ta, pin nó nè anh chị, cục pin nó là nắp lưng nè, nắp lưng new luôn nè, chưa gắn vô cái máy luôn. Anh chị nào sưu tầm cái máy này khỏi nói, quá đỉnh, không có cây thứ hai đâu, quá đẹp luôn. Để đây, để họ bỏ vô, để hồi lộn. Tiếp theo cây này là cây Vodafone luôn chị, nhà mạng, chuẩn nhà mạng luôn, châu Âu luôn. Cây này mới sao đó. Đây. Đó. Cây này cũng khá hiếm nha anh chị, thị trường giờ ít lắm, cây này bây giờ em mới thấy luôn. Rất là đẹp. Cây này new luôn anh chị. Còn anti màng nữa nè, mặt sau. Rồi để luôn, từ từ quay lại. Tiếp theo còn chừng hai ba cây nữa anh chị. Tiếp theo là mô tô T720. T720 này, cây này xuất sắc luôn, cây này quá đẹp, gần như mới luôn anh chị. Còn anti ở phía màng bên ngoài nữa nè. Lô này mà anh chị nào mà đam mê ô tô với lại Samsung thì lấy nha, chứ không có lô nào giá tốt hơn lô này đâu. Lô này tại em ôm nguyên lô như vậy thì giá nó tốt, chứ còn nhập một hai cây nó cao lắm anh chị. Nên chị nào mà theo dõi rồi thì thấy cây nào hợp lý thì lấy đi, chứ đợi hoài là không có hàng. Cây này bữa em cũng có hai cây nè, giờ nhập thêm một cây nữa, nhập nguyên lô thì không có bỏ cây nào hết. F3 nè anh chị. Tiếp theo còn một cây cuối cùng, cây này cái gì đây, HTC. Quá đẹp, giống như O2 anh chị. Cây này new luôn rồi, khỏi bàn. Cây này thì không còn gì để bàn nữa,
tai nghe nè, tai nghe nó để đẹp không, bên trong bao da đó nè anh chị. Ôi bao da đẹp, bao da mà còn chữ HTC như vậy nữa, bao hiếm luôn. Củ sạc đồ đầy đủ trong đây hết, để lại đi anh chị nào mua anh giao nguyên nguyên hộp như vậy luôn. Rồi để em quay tổng thể lên cho anh chị xem nha. Đó. Anh chị nào xem kỹ kỹ clip em có quay cận cảnh từng cây hết á, xem được cây nào thì hút cây đó thôi. Đây đó, hai hộp dưới nè đó, em bài ra xong rồi em dọn lại cũng hơi đuối nè. V3 kia Samsung LG, có mấy cây có râu á, anh chị nào thích loại có râu lấy hết luôn, em để giá tốt luôn cho nha. Rồi ok, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi, thấy phù hợp thì cứ lên cái kênh để cập nhật những video mới nhất từ Noi Sài Thành bên em ha. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.